À, đây là cải chua mình muối được 4 ngày rồi mọi người. Mọi người nhìn thấy cái màu vàng rất là đẹp không? Rất là tự nhiên luôn ha. À, cải muối chua theo cái cách của mình á sẽ rất là giòn, rất là vừa ăn và rất là thơm. Mặc dù là mình không có phơi nắng và mình cũng không có trụng nước sôi nha mọi người. Đó, mình muối lên cái màu rất là đẹp luôn. Đây mình cho mọi người coi đây, đây cái màu rất là đẹp. Đây. Mọi người thấy không? Màu đẹp lắm luôn. Mọi người thích thì mọi người làm theo cái công thức của mình ha. Rất là ngon cho những ngày Tết ăn. Mình sẽ đỡ ngán hơn khi có cái món cải chua ở trong nhà ha. Mình làm món gì cũng ngon mọi người. Và cái công thức của mình á thì mình làm mình để được mấy tháng ở bên ngoài luôn nha mọi người. Rất là ngon luôn. Nếu mọi người muốn giữ lâu hơn nữa thì mọi người có thể là vớt ra như vậy rồi mọi người bỏ vô trong hộp và bỏ vô tủ lạnh ha, để rất 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 là lâu. Mình để bên ngoài được 3 tới 4 tháng luôn đó mọi người, là mình vẫn để trong cái hũ nước chua luôn nha. Mình để được 3 4 tháng ở bên ngoài luôn, rất là vàng, rất là ngon và vẫn giòn nha mọi người. Mọi người thích thì mọi người làm theo và mọi người like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ mình ha. À, đây là một ký cải sậy mình đã rửa sạch sẽ rồi nè mọi người. Đó. À, ở đây mình có một củ hành tím ha. Mình sẽ có 3 muỗng canh đường thốt nốt. Mọi người không có đường thốt nốt thì mọi người sử dụng đường vàng hoặc là đường trắng cũng được, không sao hết, nó vẫn lên cái màu vàng đẹp lắm mọi người. Ở đây thì mình sẽ có muối, thì mình sẽ sử dụng 1 muỗng rưỡi muối. Còn đây là cái hũ gia vị. Ở đây nó sẽ có ớt khô, tỏi, tiêu, hạt thì là và gừng ha. Mọi người không có thì mọi người sử dụng tỏi phơi héo héo hoặc là ớt khô và hạt tiêu cũng được. Hoặc là mọi người có lá thì làm mọi người sấy khô cũng được, rất là thơm, rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đong nước để mình bắt nước lên mình nấu ha. À, đây đây là một cái nước ha, mình sẽ nấu trong vòng mà 1 lít rưỡi nước mọi người. Đây là nửa lít nước ha, là 1 lít rưỡi. Sẽ cho 1 muỗng rưỡi muối. Tại mình sử dụng là 1 lít nước là 1 muỗng muối và 2 muỗng đường. Ở đây mình sử dụng 1 lít rưỡi thì mình sẽ sử dụng là 3 muỗng đường và 1 muỗng rưỡi muối mọi người. Đó. Rồi mình sẽ nấu cho nó sôi lên nha. Rồi trong lúc mà đợi nước nó nấu sôi á thì mình sẽ cho cải vô ha. Do cái miệng cải, cái miệng khứa hũ nó không có được lớn lắm á, nên là mình sẽ lá nó cho nó nhỏ nhỏ bớt rồi mình sẽ cho vô nha mọi người. Đó thì nó mới giữ được. Mình sẽ cắt hành vô luôn nha. Thực chất thì cái hành này á, mình cũng nếu mà mọi người muốn bỏ vô, mọi người để lâu á, thì nên nên phơi ráo cho nó héo héo mọi người. Rồi mình bỏ vô cho nó đẹp thôi. Rồi khi nước mà nó bắt đầu nó nóng lên rồi á, thì mình sẽ cho một tablespoon này nha. Tablespoon này vô.
Bỏ vô cho nó thơm mọi người. Mọi người muốn cay mà nó thơm hơn chút nữa thì mọi người cho thêm. Thì mình nghĩ 1 teaspoon thì chắc cũng đủ. Thơm lắm luôn. Em mở mình cho mọi người coi. Đây mọi người thấy nước nó sôi lên không? Mình tắt bếp nha. Đó. Ôi cái mùi nó rất là thơm luôn mọi người, thơm ơi là thơm luôn, nên là mình muối cải chua nó sẽ rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mình không cần để nước nguội đâu nha mọi người, mình sẽ chế vô trong cái hũ luôn. Rồi mình sẽ chế nước vô luôn nha mọi người. Mọi người coi là mình không, nước nó bốc khói luôn nè. Đó, mình sẽ chế vô luôn. Nó mọi người đừng có sợ nó hư nha, nó không có bị hư đâu, nó không có bị nhũng đâu mọi người, sẽ rất là ngon luôn. Làm theo cái cách này á, ngày hôm nay qua tới buổi, hôm nay mình làm buổi chiều nha, sáng mai ra là mọi người thấy cái màu nó đã vàng rồi mọi người, rất là ngon luôn và cái nước rất là thơm luôn. Gừng tỏi thì á, mọi người không có đồ khô sẵn thì mọi người vẫn có thể tự làm được ha. Ớt khô thì cũng đơn giản và tiêu thì cũng rất là đơn giản. Mọi người có thể sử dụng hạt ngò hoặc là hạt thì là vẫn rất là ngon, hoặc là lá thì là cũng rất là ngon nha. Mình sẽ tưới đều cái bích côn này, nó sẽ rất là thơm mọi người. Cái lát một hồi nó xìu xuống á mọi người, là nó sẽ vừa nước, tại vì mình cũng không có nấu nước nhiều, có lẽ là nấu 2 lít thì nó sẽ đầy tràn ha. Mình nấu có 1.5 lít vậy nè, mình đổ vô luôn nha. Rồi mình đã làm xong và mình sẽ lấy cái cây này để mình ấy cái hũ gài cái hũ này xuống nha mọi người. Mình lấy cái cây này mình gài cái hũ xuống thì cái hũ nó sẽ mọi người đừng có sợ nó bị hư nha, nó không vấn đề gì đâu, nó rất là ok. Rồi mình sẽ xong rồi mình sẽ cho mọi người xem đó, từng ngày nó sẽ như thế nào ha. Nó xìu xuống thì cũng không có bao nhiêu đâu mọi người. Mình lấy cái nắp mình đậy lại luôn nha. Mình đậy cái nắp lại luôn, mình không cần phải để cho nó nguội rồi mình đậy, mình đậy trực tiếp luôn. Rồi xong. Đây là mọi người. Mọi người, mình cho mọi người coi nha, cái hũ của mình. Đó. Mình đậy nắp lại luôn. Rồi ok. Đây mình cho mọi người xem cái hũ cải chua ngày thứ nhất của mình nha. Đó, mọi người thấy không? Mới có một ngày thôi mà nó lên cái màu vàng rồi mọi người. Vàng rất là đẹp luôn á. Đó, mới có một ngày thôi đó mọi người. Mọi người thấy ở trong cái hũ á, nước nó như vậy đó, chứ ra ngoài nó còn vàng hơn nữa. Rồi mình sẽ cho mọi người xem tiếp ha. Ngày thứ 2, thứ 3. Đây là cải chua ngày thứ 2 của mình nha. Đó, mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy cái màu nó vàng lên không? Do cái nó còn nằm ở trong nước á, nên là mình nhìn thấy nó không có được vàng lắm, nhưng mà thật chất là nó cũng rất là vàng rồi đó mọi người. Đó, ngày thứ 2 ha. Mình thấy, nhìn thấy cũng rất là ngon ha. Đây là hũ cải chua ngày thứ 3 của mình nè mọi người. Ở bên ngoài cái màu nó vàng hơn, nó vàng hơn ở trong trong ảnh ha. Mình quay lên là nó không có được vàng lắm. Đó. Rồi qua ngày mai nữa mình sẽ vớt ra cho mọi người coi nha.
Đây là cái hũ cải chua ngày thứ tư của mình ha. Ở trong nó nhìn nó vàng lắm mọi người, nhưng mà mình quay cái hũ á, thì cái nước á, nó sẽ nhìn thấy cái màu nó không có vàng lắm, nhưng mà mình vớt ra thì mình sẽ thấy mọi người thấy sẽ nó rất là vàng nha. Là đẹp ha. Rồi mình sẽ vớt ra hết ha. Đây. Chút cái lá đó, mọi người thấy cái lá không? Cái lá cái màu nó đẹp không mọi người? Màu rất là vàng luôn ha.